Hello và xin chào tất cả mọi người. Mình là Đông Khoa, tên kênh YouTube là Tôm Tít TV. Và hiện giờ mình được mẹ cho đi đường gióng mình, và mình đang ở một cái cầu chốt gần chỗ đèn gióng. Mà mình ngồi trong đây ồn ào quá. Rồi, giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhá. Thì đi trước đi mẹ đây chứ. Giờ mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan. Đấy, nhá. Quanh đây nó rất là nhiều màu khác nhau, nhiều màu khác nhau, như màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu tím, rồi cũng lên từng ba màu. Đấy, mình phải đi cuối thôi này. Có một cái cầu khác kìa mọi người, bên kia này. Rồi, bạn người có thấy cái cầu này không? Cái cầu tôi bị bỏ ấy. Đi qua không biết có phải nó sợ nó không? Thôi, mọi người ơi, tôi không đi nữa đâu. Sợ quá. Sợ quá, mọi người. Thôi, tôi không dám đi đâu. Đi cả nắng thế nào, tôi cũng không đi đâu. Sợ mọi người không sao. Giờ tôi sẽ đi. Mọi người đi lên đây nhá. Đây. Đẹp muôn màu. Cảnh đẹp của thiên nhiên. Đúng chuẩn cảnh đẹp của thiên nhiên luôn mọi người. Đúng là cái cảnh này vui thật. Đấy. Mày đang đi đây.